À, vâng, hello, chào tất cả quý vị khán giả đến với video mới nhất của Hoàng Sơn TV. Và tiếp tục cập nhật một thông tin cực kỳ nóng liên quan vụ việc của anh Tuấn Xà Lan. Hôm nay em đã điều tra ra một thông tin động trời. 3 năm đã bỏ trốn qua bên Cam rồi quý vị ơi. Đây là một thông tin chấn động. Và em cũng hiểu được cái lý do tại sao anh nông dân lại phải đăng lại clip cũ là đến phỏng vấn anh hàng xóm gần nhà dì Năm. Hóa ra là bà Năm có liên hệ với anh nông dân và nói rằng nông dân ơi, mày đăng giúp dì Năm một cái video lên là ông hàng xóm nói là cô đang ở nhà chứ cô đi qua Cam để thăm cái kho bên đó chứ bọn nó lại bảo tao đi bỏ trốn. Đấy, thế là anh nông dân anh mới nghe được cái thông tin là bà Năm ấy là bà đã đi qua Cam rồi, còn anh Tuấn thì không có liên lạc được gì nữa. Đó, bà Năm là đi qua Cam, nói là đi qua đó để thăm cái kho ở bên đó. Bởi vì em cũng nghe được là điệp viên không biết của em ấy là nói rằng ấy là bà Năm có một cái kho ở bên Lào, bên Cam gì đó. Đó, nên là ngày hôm qua thì bà Năm có liên hệ cho anh nông dân. Đó, em nói với tất cả mọi người nha. Cái video clip bà Năm thì chúng ta đã biết rồi, anh nông dân ấy đã đăng trước cái dịp lễ 100 ngày của chị Hà và có phỏng vấn hàng xóm. Thì em hỏi mọi người tại sao ngày hôm qua anh lại phải đăng lại clip này rồi gắn hình bà Năm vô rồi nói là anh Tuấn đang ở Vũng Tàu. Vừa mới 1-2 hôm trước anh nông dân nói là anh Tuấn ấy là không có hàng. Đó, không có hàng và đang đợi hàng ở Long An. Nhưng mà đến hôm nay đó, anh Tuấn vẫn chưa có hàng, chuẩn bị lên hàng thì lại bảo là đang đợi hàng ở Vũng Tàu. Ủa? Từ Long An đến Vũng Tàu bằng đường thủy nó nhanh như vậy cơ à? Hả? Mà trong khi đó anh đang đợi hàng ở Long An đó, mà anh lại còn về thăm mẹ già. Mà từ lúc anh thăm mẹ già thì đã mất tích. Và anh nông dân lại còn nói là bây giờ anh Tuấn đang bỏ hàng ở Vũng Tàu. Hóa ra là anh Tuấn này là cũng không liên lạc với anh nông dân. Anh nông dân này cũng không biết anh Tuấn đang ở đâu, nên là đăng cái thông tin này để trấn an dư luận. Nhưng mà rất là xui cho anh, bởi vì điệp viên 009 của em thì nó ở khắp mọi nơi. Đó, em nói mọi người rồi, tại sao ấy là bà Năm bà đi qua Cam, đi qua Lào mà lại phải bảo anh nông dân là đăng clip cũ. Em nói mọi người là một cái video đã quay cách đây cả một tháng trời rồi. Anh hàng xóm đã nói lên bao nhiêu chuyện, nói hết rồi, đăng rồi mà hôm qua phải đăng lại. Bởi vì em nói mọi người là bà Năm bà có tiền, bà bảo gì thì người ta chả phải làm, đúng không? Bây giờ em nói mọi người nha, bây giờ bà Năm bà đi, bây giờ nếu như bị phát hiện thì người ta sẽ bảo là à, bà này bỏ trốn, bà này bỏ trốn, đúng không? Nhưng mà ấy, bà lại sắp xếp trước là bà Năm đang ở nhà. Chứ thực ra bà Năm đâu có ở nhà đâu quý vị. Bà Năm không có ở nhà, bà Năm đã đi từ cái hôm nọ rồi, chứ lấy đâu mà ở nhà. Nghe đâu ấy là họp bàn xong thì mỗi người một nơi. Anh Tuấn thì đưa mẹ đi khám, bà mất tích luôn. Hôm nay là ngày thứ 6 đó. Còn bà Năm thì cũng nghe điệp viên của em nói là đã qua bên Lào, bên Cam để qua trông coi cái kho gì đó. Mà bây giờ em nói mọi người nha, là bà đã liên hệ về cho cái anh này nhờ là bảo là bà vẫn đang ở nhà. Đó, nên em hỏi mọi người, nếu như mà bà Năm đang ở nhà thật thì tại sao anh lại phải đăng lại clip này để khẳng định là à, bà Năm bà đang ở nhà đấy, hàng xóm đó bà Năm tốt lắm. À, em nói mọi người rồi, cái vụ việc này bắt đầu nóng lên rồi. Từ cái hôm mà anh Tuấn bỏ về trong đêm đến bây giờ là mất liên lạc với tất cả những cái người mà bên phe của anh Tuấn, là không ai còn liên lạc được nữa. Và em nói mọi người nha, nếu như nay mai mà anh Tuấn có xuất hiện ấy thì có thể nói cái chuyến nhập viện này là cái chuyến dài nhất. Còn nếu như mà không liên hệ được với anh em nữa thì có thể là sẽ nhập viện, có nghĩa là nhập viện luôn, không có quay về được nữa. Còn nếu có quay về được thì cũng có thể nói là một chuyến mà dài nhất từ trước đến nay. Đó, em nói với tất cả mọi người rồi là cái vụ việc của anh Tuấn này nó có rất nhiều những cái điểm mới. Cụ thể nhất là gia đình đã công bố chị Hà có rất nhiều tiền và vàng trước lúc ra đi. Nhưng mà khi tìm được xác thì còn mỗi sợi dây chuyền nhỏ xíu ấy. Không có cái dây chuyền mà bằng vàng trắng nữa. Tiền bạc cũng không có nữa. Còn 13 triệu à? Mà không biết ở đây là anh Tuấn đã cất giấu ở đâu mà chỉ còn có mỗi 13 triệu. Và em nói mọi người là tại sao chúng ta lại nghi ngờ anh Tuấn là người cất giấu? Bởi vì anh Tuấn có làm cái gì đó phá kết sắt hay làm cái gì đó không ai nhìn thấy, mà chỉ nghe được là anh Tuấn nói á, là anh Tuấn phá kết sắt để lấy giấy tờ đi báo công an. Nhưng mà theo bà Năm bà lại nói rằng ấy, lúc lên xà lan ấy, thì kết sắt đã được phá đâu. Thì không biết ở đây là bà Năm bà muốn dẫn dắt dư luận để cho mọi người là không nghi ngờ anh Tuấn ra tay với chị Hà
là do cái két sắt đó. Bởi vì là lúc lên xà lan két sắt vẫn chưa mở, thì có nghĩa là không phải thằng Tuấn nó vì két sắt mà nó ra tay với con Hà đâu. Đấy, mọi người thấy không, là chiêu của bà Năm rất là kinh. Đấy, nhưng mà theo cái điệp viên của em nói rằng ấy, là bà Năm bây giờ đã không còn ở nhà nữa, nghe đâu bà đi thăm cái kho bên Lào bên Cam rồi, thì chuyến này có vẻ là căng. Bởi vì là đi thì đi trong đêm, ngó ngược ngó xuôi, mà không có dám đi xe du lịch của nhà, mà phải thuê xe người khác để lên lén la lén lút. Em nói với tất cả mọi người, cái vụ việc của anh Tuấn này á, bây giờ nó đang rất nhiều những cái thông tin cực kỳ nóng. Bởi vì đang đến cái giai đoạn mà công bố kết quả rồi, người thì bỏ cuộc, người thì cũng sang các công việc khác, không dám ủng hộ anh Tuấn nữa. Em hỏi tất cả mọi người, cái lý do nào mà anh phải sơn cái xà lan của anh sang màu xanh? Cái lý do nào đang trong quá trình điều tra mà anh lại thay đổi cái màu sơn của xà lan? Có nghĩa là bây giờ em nói mọi người, nếu như anh Tuấn mà không có gì, không có tội gì, thì anh không có nhất thiết phải đi sửa xà lan lúc chị Hà nổi lên, không nhất thiết phải sơn sang màu khác. Bởi vì em nói với tất cả mọi người như thế này, cái xuồng nhỏ của anh Tuấn treo trên chiếc xà lan đó, mà nếu như anh Tuấn muốn chặt đứt cái sợi dây xuồng đó, thì thứ nhất phải dùng một con dao to, cái thứ hai là phải có cái điểm tì vô, và cái thứ ba là khi anh Tuấn cắt được cái dây xuồng đó đứt thì một đầu sẽ cắm xuống sông. Bởi vì em nói mọi người là không có đường nào mà cái xuồng đó mà nó nằm yên trên mặt nước được hết á. Và một điều nữa là bốn sợi dây ở bốn đầu, hai sợi dây ở giữa, hai sợi dây hai bên, thì không thể nào anh chặt một cái mà đứt luôn được cả bốn sợi. Thì điều đó chứng minh rằng anh Tuấn không hề chặt dây xuồng để bơi ra chỗ chị Hà. Cái thứ hai là Dượng 10 nói Dượng 10 cột dây xuồng dùm anh Tuấn, thì Dượng 10 chỉ cột có đúng một sợi dây. Vậy thì một sợi dây anh Tuấn đã chặt đứt đem đi đâu? Và cặp bình anh Tuấn đã mua thực sự có phải bên nhà bà Năm hay không? Hay là bây giờ người ta sợ là phỏng vấn bà Năm nên bà Năm phải trốn qua bên Cam bên Lào gì đó để tránh cái sự hỏi của cộng đồng mạng, đúng không? Em nói tất cả mọi người là những người ủng hộ anh Tuấn và bà Năm gặp gỡ anh Tuấn và bà Năm rất nhiều, và cũng biết được cái sự thắc mắc của cộng đồng. Nếu như mà họ muốn chứng minh thì họ sẽ hỏi thẳng cái vấn đề mà tất cả chúng ta thắc mắc. Ví dụ anh Tuấn, cái cặp bình hôm nọ anh nói là về thắp sáng rồi anh để đâu anh Tuấn? Anh Tuấn sẽ trả lời sao? Rồi anh nói là cái xà lan anh Tuấn hư, anh Tuấn sửa ở đâu anh Tuấn? Và sao, làm sao mà anh đạp được cái chân vịt xuống đến đáy sông anh Tuấn? Anh Tuấn không bao giờ mà trả lời được. Nhưng mà em không hiểu một cái lý do gì đó mà các anh em YouTube ý, quay cái đoạn này mà phải cắt, phải xóa đi, bởi vì đăng lên là sợ lộ. Có nghĩa là bây giờ họ ủng hộ anh Tuấn, nhưng mà trong đầu họ vẫn có một cái câu hỏi: ủa tại sao mà 12 ngày mà nó lại nổi lên đúng chỗ chìm ta? Vậy thì nó có cái gì đó ở dưới đó ta? Họ vẫn phải đặt ra một câu hỏi chứ. Bởi vì nếu như mà mắc phải cái gì đó thì nó sẽ phải để lại các vết thương, các vết tích ở trên người khi mà nổi lên đó. Nhưng mà ở đây có một cái điểm lạ: chị Hà nổi lên, bao tay vẫn còn đeo, tất chân vẫn còn mang, điện thoại thì gói gọn trong một cái túi bóng bỏ túi áo khoác, và áo khoác vẫn mặc. Và em hỏi mọi người là nó giống như cái việc ở đây là chị Hà ấy là không có tính toán một cái gì trước hết. Vậy mà em hỏi mọi người rằng ấy là chị Hà đã chịu những cái cảnh này trong vòng mười mấy hai mươi năm nay, và cũng biết anh Tuấn là người ăn chơi cờ bạc gái gú. Và em hỏi mọi người là chị Hà đã chịu được cái cảnh đó và có thể mua được nhà nuôi con trong vòng mười mấy năm trời, không lẽ nào bây giờ vì 1 triệu mà chị Hà lại phải ra đi như vậy? Thì có rất nhiều những cái điểm em nói mọi người. Nếu như mà chị Hà ra đi thì chúng ta không có nói một cái điểm gì, nhưng mà anh Tuấn ấy lại có nhiều cái biểu hiện mà chúng ta nghi ngờ. Thứ nhất là khi chị Hà nổi lên, anh không hề muốn đưa cái xác của vợ anh về để lo an táng, mà anh lại lo là cái xà lan của anh ấy là đậu ở đó sợ mọi người phát hiện, nên anh phải đem ngay đi sửa. Nhưng em biết xà lan của anh làm sao mà dễ đứng máy như vậy được, khi anh đạp có vài cái mà cái chân vịt thì nó chả thể nào xuống được cái đáy sông đó. Và điều tiếp theo em nói với tất cả mọi người, vàng vòng của chị Hà để lại rất nhiều, mà bà Năm lại là cái người cất giữ. Có khi nào bà đem qua bên Lào bên Cam, bà cất ở trong cái phòng trọ, trong cái kho của bà Năm hay không? Đó, em nói mọi người như vậy. Bởi vì em nói với tất cả quý vị và các bạn rằng ấy, khi mà tất cả chúng ta có sự nghi ngờ gì đó thì nó phải có bằng chứng. Bằng chứng ở đây là gì? Những câu nói của anh Tuấn đã nói, hiện trường mà đã để lại. Bởi vì em nói mọi người là anh Tuấn nói là chặt dây xuồng bơi ra cứu chị Hà, nhưng mà bây giờ lại chả có cái dấu vết gì ở trên cái xuồng đó, không có dấu vết gì ở cái dao đó,
Em nói mà cái dây xuồng nó to như vậy đâu phải chuyện mà anh Tuấn cắt một cái là đứt luôn đâu. Đó, làm sao mà anh Tuấn chèo cái xuồng đó mà bơi ra cứu chị Hà được. Nên đây vẫn là một câu hỏi mà sẽ không có câu trả lời. Và cũng lý do mà mọi người đang thắc mắc là tại sao vụ việc này đến bây giờ vẫn chưa được xử lý và cũng không biết anh Tuấn là người có tội hay không. Đúng, chính xác là như vậy. Bởi vì tất cả chúng ta cũng chỉ mong là cơ quan chức năng sẽ vào cuộc và lúc đó cơ quan chức năng phán tội thì lúc đó anh Tuấn mới có tội. Còn bây giờ thì anh Tuấn vẫn không có tội, bởi vì bây giờ cũng vẫn là cái diện tình nghi của chúng ta mà thôi. Còn khi nào các chú áo xanh ấy đó mà có hỏi thăm anh Tuấn về cái vấn đề đó và công bố thì lúc đó chúng ta mới biết cái sự thật. Và đấy, bây giờ quý vị các bạn có thấy anh nông dân có liên hệ được với anh Tuấn đâu, có liên hệ được với bà Năm đâu. Đó, từ lúc bà Năm là bỏ qua bên Lào bên Cam là bảo anh nông dân là mày đăng cái video mà ở nhà tao lên để bọn nó biết tao ở nhà, chứ nó biết tao qua Lào qua Cam là chết. Em nói mọi người là anh nông dân là bắt đầu lục lại cái video cũ, bắt đầu đăng lên cái video phỏng vấn của ông hàng xóm. Chứ thực ra mà nhìn vô ai chả biết, một cái bộ đồ hoa hoa đó, một cái lời nói của cái chú hàng xóm đó mà đã được dàn dựng sắp xếp trước rồi để nói về bà Năm. Chứ em nói mọi người là chúng ta cũng đã hiểu được trong vụ việc này. Thứ nhất là bên dòng họ nhà anh Tuấn cũng có quan tâm gì đến cái việc mà chị Hà ra đi đâu. Khi mà chị Hà mất đi, có ai đến để thắp một nén nhang đâu. Vậy mà 100 ngày làm như tốt đẹp lắm á, kéo bè, kéo cắn, rồi anh em kéo đến tùm lum, thắp nhang xong rồi đòi giành luôn căn nhà. Em nói với tất cả mọi người, tại sao ấy mà căn nhà đó là của chị Hà mua, mà bà Năm lại nói là khi nó đi ra chính quyền ấy, nó còn kẹp cái giấy tờ ở giữa là bắt thằng Tuấn ký vô để sang tên cho nó, để ủy quyền cho nó. Ủa, anh Tuấn có đồng nào góp vô để mua căn nhà đó hay không? Bây giờ bên gia đình của anh Tuấn lại nói, do công của anh Tuấn mà không làm ấy, thì chị Hà không có tiền để mua nhà. Vậy thì em hỏi mọi người là trong thời gian anh Tuấn bỏ đi chơi 3 tháng thì ai đã lái cái xà lan đó? Anh chị Hà vẫn thuê người để lái được. Và cậu Bảy là cái người mà đã can ngăn biết bao nhiêu trận đòn của anh Tuấn giáng vào người chị Hà. Thì hôm đó anh Tuấn bỏ đi thì Dượng người cũng đã bảo chị Hà, ông cậu Bảy đã bảo chị Hà là thôi đi mua két sắt đi, chứ ít bữa nữa thằng Tuấn nó về nó thấy mày nhiều tiền nó lại cướp hết đấy. Thế là chị Hà mới cùng với ông cậu Bảy là đi mua cái két sắt và đã bỏ biết bao nhiêu tiền vào trong đó vàng vòng. Bởi vì nghe thông tin ấy là chị Hà có cả vàng trắng, rồi vòng tay, nhẫn, tùm lum hết, trang sức nghe đâu cũng phải 4-5 cây vàng. Thì em hỏi mọi người tiền ở đâu ra? Tiền là những cái chuyến hàng mà một chuyến hàng đã kiếm được từ 60 đến 100 triệu. Và em hỏi mọi người là lúc chị Hà ra đi, anh Tuấn nói là chỉ để lại có 13 triệu. Mà cái tiền 13 triệu đó thì chưa đủ để đổ cái tiền chi phí, tuần tiền dầu trong một chuyến đi. Vậy thì chúng ta đã biết được cái lời nói của anh Tuấn có thật hay không rồi. Và cũng theo cái thông tin mới nhất, anh Tuấn cũng có nói rằng ấy là anh Tuấn đang ở trên xà lan. Nhưng mà được hỏi lại thì anh Tuấn lại bắt đầu là phát hiện ra là đang ở Long An. Và khi hỏi lại để anh Tuấn nói xạo thì lại bảo là đang ở nhà mẹ. Và khi bảo là anh Tuấn quay phía sau, anh Tuấn lại bảo là đang ở nhà nhỏ em. Trong vòng 30 giây anh Tuấn đã nói đến 4 địa điểm. Và thông tin mới nhất thì anh nông dân cũng có nói rằng anh Tuấn bây giờ đang ở Vũng Tàu. Thực ra là không có anh nông dân nào biết anh Tuấn đang ở đâu hết đấy. Đấy chỉ là cái việc mà anh Tuấn cố tình, anh nông dân ấy đăng lên như vậy để trấn an dư luận là anh có liên hệ với anh Tuấn. Ủa, nếu anh có liên hệ với anh Tuấn, sao anh lại không đăng một đoạn ghi âm lên? Đúng không? Tại sao không đăng lên? Bởi vì là bây giờ đấy đâu ra nữa mà đăng, có liên lạc được đâu mà đăng, đúng chưa? Em cũng sẽ cố gắng cập nhật cái tin mới nhất, xem là bà Năm đi được bao nhiêu ngày, xem rồi tiền vàng bây giờ đang để ở đâu. Nên là quý vị khán giả yên tâm nha, em sẽ liên tục cập nhật những cái thông tin nóng và mới nhất đến cho tất cả quý vị khán giả. Nên là mọi người cứ yên tâm, chắc chắn những thông tin mới và nóng sẽ cung cấp liên tục cho tất cả quý vị khán giả. Video này xin phép dừng ở đây. Em cảm ơn tất cả quý vị và các bạn rất nhiều nha. Chào tất cả mọi người nha. Chào mọi người.